chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng ngày 13 tháng 10, chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia về những khó khăn khiến doanh nghiệp ngại đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đó chính là chính sách đất đai, tín dụng và cơ chế chính sách không đi vào thực tế. Đây là những rào cản lớn khiến doanh nghiệp ngại đầu tư vào lĩnh vực vốn còn nhiều dư địa để phát triển này. Và đâu là những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp? Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp cho đến nay, nông nghiệp là một trong những ngành xuất siêu nhiều nhất, mang lại giá trị nhiều nhất, song chính sách hỗ trợ lại hầu như ít nhất. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Việt Nam hỗ trợ nông nghiệp chỉ chiếm 7%, chủ yếu qua hệ thống khuyến nông và cắt giảm một số loại phí, trong khi một số nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, mức hỗ trợ này là 55% đến 60%. Có rất nhiều cái chủ trương chính sách ưu đãi về lãi suất tín dụng. Thế mà câu chuyện chính là cái thủ tục để tiếp cận được vốn trước. Thì tiếp cận được xong thì mới có thể là nhận cái chỗ hỗ trợ lãi suất. Nhưng mà ví dụ tiếp cận vốn thì nó có liên quan một loạt pháp lý, ví dụ tài sản đảm bảo là như thế nào, đúng không? Rồi cái tư cách của doanh nghiệp như thế nào thì nhận được cái hỗ trợ. Đấy. Bảo hiểm thì chúng ta cũng mới có thí điểm thôi. Cái lĩnh vực phạm vi nó chưa đủ rộng, đúng không? Rồi các công ty bảo hiểm thực ra họ cũng chưa mặn mà khi mà tham gia bảo hiểm cho nông nghiệp. Doanh nghiệp đề xuất cần có hệ thống các chính sách đồng bộ để khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Anh nên băng bộ chính sách để lôi cuốn các doanh nghiệp vào lĩnh vực này. Bởi vì về nông nghiệp, vấn đề hẳn đầu tiên dù có công nghệ cao thì hẳn vẫn chịu rủi ro rất lớn về thiên nhiên. Cho nên các anh hãy ưu tiên cho những doanh nghiệp, người ta đã vào nông nghiệp đó là sự yêu cái đất nước này vô cùng rồi đấy. Cái thứ hai nữa tôi vẫn nhắc lại với anh là nên có quy chuẩn, tiêu chuẩn cho ngành hàng đó để người ta cạnh tranh lành mạnh và bước tiến lên một bước là đi từ A sang đến C luôn, đừng quá không B nữa, tinh từ nữa, thế giới họ này đi đến không C rồi mình hoặc là không D rồi mình vẫn là A B C D, không nên như thế nữa. Các chuyên gia nhận định việc thế chấp bằng tài sản đảm bảo cũng phải linh hoạt hơn nữa để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn này. Chúng ta cũng cần phải tính toán từ nhiều phía. Ví dụ như là nếu thông tin đó là minh bạch, đó là chính xác, nó là đáng tin cậy thì các ngân hàng có thể cho vay tín chấp. Còn nếu mà thông tin nó lại thiếu tin cậy, không chính xác thì rõ ràng là cho vay tín chấp nó lại cực kỳ rủi ro. Và nếu mà lại bị hình sự hóa thì nó lại càng rủi ro. Đề nghị nhà nước là có cơ chế chính sách rồi, không cần phải bàn rồi. Chủ trương chính sách rất là đúng, rất là cụ thể rồi. Vì sao cái nghị định 55 nói rất rõ là quy mô nó phải được nâng lên, số lượng phải được vay lên, dài ngày hơn, hạ lãi suất, không phải thế chấp, vân vân. Như thế là tôi cho rằng đủ rồi. Nhưng hiện nay là tôi chỉ đề nghị với chỗ ngân hàng thôi. Là giảm các cái thủ tục hành chính mà theo đúng tinh thần của cái nghị định 55 và nghị định 67. Thế là nông dân tiếp cận được cái nguồn vốn. Chỉ có thế thôi. Cải tiến ở đây đặc biệt là cải tiến ở cái khâu, cái cơ chế. Tức là anh thay vì quỹ thành lập để cho vay thì chúng ta chuyển nó sang cái mục tiêu là bảo lãnh tín dụng thì nó tốt hơn, tư vấn và bảo lãnh tín dụng nó tốt hơn. Thế rồi một cái nữa là phía Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi cũng rất là tha thiết mong muốn các bộ ngành khác để phát triển cái hệ thống bảo hiểm cho nông nghiệp và nhiều các cái giải pháp khác nữa. Cuối cùng là cái câu chuyện về khuyến khích tích tụ đất đai thì Bộ Nông nghiệp rất là mong muốn nhà nước hoặc là Bộ Tài nguyên, các bộ ngành cùng với Bộ Nông nghiệp nghiên cứu các cái giải pháp để mà thúc đẩy cái quy mô kinh doanh của nông nghiệp nó lớn lên. Tôi nghĩ là việc đầu tiên ấy là phải có một cái ban chỉ đạo làm quyết liệt những cái câu chuyện mà những cái chính sách hiện có, làm quyết liệt từ trung ương đến địa phương, phối hợp với các doanh nghiệp, phối hợp các hiệp hội. Đấy, thứ hai là tiếp tục là tháo gỡ các thủ tục hành chính để cho các nhà đầu tư người ta tham gia đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, người ta đỡ phải là mất nhiều thời gian, công sức cho những cái thủ tục hành chính đấy. Và tiến tới bước thứ ba là làm sao xem xét, ra soát, sửa một số cái khung pháp lý liên quan đến các thị trường về nhân tố sản xuất như đất, tín dụng, bảo hiểm, khoa học công nghệ. Đồng thời, ngành nông nghiệp phải hướng đến sản xuất quy mô lớn với điều kiện tiên quyết là tích tụ và tập trung đất đai. Tích tụ, tập trung ruộng đất
để có những cái mảnh đất lớn để có thể đầu tư áp dụng khoa học công nghệ và chuyên canh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái khu vực nông nghiệp, nông thôn là một cái yêu cầu hết sức bức bách để nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia, các chính sách đưa ra phải gắn liền với cuộc sống, phải tiếp tục tháo gỡ về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng Bộ nên chọn các doanh nghiệp chúng tôi làm những lực lượng chủ lực của nền nông nghiệp đất nước bằng cơ giới hóa nông nghiệp, bằng hiện đại hóa công nghiệp chế biến, bằng những khoa học của nông nghiệp vào, thì chắc chắn là đất nước chúng ta sẽ phát triển, nông dân chúng ta giàu. Mà chúng ta giải quyết cái xóa đói giảm nghèo trên thế giới bằng cái trình độ của cái nông nghiệp Việt Nam, của cơ giới hóa Việt Nam và của cái nông nghiệp Việt Nam. Đầu tiên ấy, là phải có một cái ban chỉ đạo làm quyết liệt những cái câu chuyện mà những cái chính sách hiện có, làm quyết liệt từ trung ương đến địa phương, phối hợp với các doanh nghiệp, phối hợp các hiệp hội. Đấy, thứ hai là tiếp tục là tháo gỡ các thủ tục hành chính để cho các nhà đầu tư, người ta tham gia đầu tư kinh doanh nông nghiệp, người ta đỡ phải là mất nhiều thời gian, công sức cho những cái thủ tục hành chính đấy. Và tiến tới bước thứ ba là làm sao xem xét, rà soát, sửa một số cái khung pháp lý liên quan đến các thị trường về nhân tố sản xuất như đất, tín dụng, bảo hiểm, khoa học công nghệ. Trước những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, theo các chuyên gia, cần đơn giản hơn nữa thủ tục và điều kiện vay vốn, đặc biệt là vấn đề về tài sản, bảo đảm, mở cơ hội cho dòng vốn chảy vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, việc nới rộng hạn điền, tích tụ đất đai, quy mô lớn sẽ tạo động lực giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng chính sách đất đai và tín dụng, thì những giải pháp ưu tiên để thu hút doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp đang được chính phủ đặc biệt quan tâm. Về những giải pháp ưu tiên đó là gì? Ghi nhận của phóng viên VTV. Tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Đà Lạt hồi tháng 7 vừa qua, đánh giá về vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới mô hình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp, đóng góp lớn cho xuất khẩu, tạo dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mặc dù vậy, lực lượng này đối diện với nhiều rủi ro, khó khăn như thiên tai, quỹ đất nông nghiệp chưa đáp ứng về yêu cầu sản xuất, thủ tục hành chính. Theo Thủ tướng, việc hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực này là yêu cầu cấp bách khi mà nông nghiệp còn dư địa phát triển rất lớn. Chúng ta chưa đưa ra sự quan tâm của chính phủ đối với một số sản phẩm có sản lượng lớn mà là thế mạnh của Việt Nam. Từ sữa đến tôm đến gạo đến cái cà phê đến một số sản phẩm mà danh mục này phải mấy găng tay này, chứ không phải là Việt Nam có thế mạnh như thế, không chỉ phải làm cho tiêu chí những hỗ trợ sản phẩm lớn này để có sản lượng xuất khẩu tiêu thụ lớn hơn. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, phát huy đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, say mê hơn nữa với nghề để thúc đẩy thành. Thủ tướng đặt hàng ngành nông nghiệp trong 10 năm tới phải đứng top 15 quốc gia phát triển nhất thế giới, trong đó lĩnh vực nông sản đứng top 10 thế giới. Nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội có thể khai thác, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản. Tại hội nghị này, tôi đặt hàng cho ngành nông nghiệp. Trong 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam đứng vào top 15 của các nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng vào top 10 thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, là một trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện tốt nghị định số 57 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vừa ban hành vào tháng 4 năm 2018,
chú ý nghiên cứu xây dựng 3 ngành chế biến đứng vào top 5 của thế giới: rau củ quả, thủy hải sản và dược liệu, cùng một số sản phẩm thế mạnh khác như tôm, gạo. Cần tăng cường đầu tư khoa học công nghệ và nông nghiệp, bởi theo các chuyên gia và nhà khoa học trong ngành, đây là yếu tố rất quan trọng, là điểm hấp dẫn của các nước trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Chúng ta cởi mở hơn về tín dụng và chúng ta phải có những cái xử phạt nghiêm minh về cái thực hiện này. Nếu mà không giải quyết vấn đề này, đặc biệt vốn quay dài hạn cho doanh nghiệp, mà chúng ta không giải quyết tốt thì cái nghị định này cũng sẽ rất là khó khăn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định các ưu tiên phát triển ngành theo 3 trục sản phẩm chính như sản phẩm chủ lực quốc gia, chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, chuỗi giá trị đặc sản địa phương. Ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu chuyển giao ứng dụng vào các nhóm lĩnh vực ngành nghề sau như đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản, nông lâm sản, thủy sản, dược liệu, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn. Thưa quý vị, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 57 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đây được đánh giá như một sự khởi động lại trong chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Cùng với những quyết tâm cao của Chính phủ, với những giải pháp đó, kỳ vọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Bất cứ một cái chính sách nào của nhà nước định hướng thì ban đầu đều là từ cái xuất phát là nó đúng đắn, nó mang lại cho người dân. Nhưng mà cái vấn đề là thực thi chính sách đó và ai là người thực thi và thực thi được tới đâu nó mới là điều quan trọng. Không riêng gì cái chính sách vay vốn mà ở bất cứ một cái chính sách nào của nhà nước hiện tại cũng như vậy. Chúng ta cần phải là làm ráo riết, chúng ta phải làm là phải triệt để, tức là phải có một cái sự giám sát, giao trao quyền là cái cơ quan nào làm rồi ai sẽ là người kiểm tra và tiến độ làm thực hiện trong bao lâu. Chúng tôi rất mừng là vì chính phủ đã thấy được cái trong cái nghị định cũ nói về chính sách thu hút đầu tư cho doanh nghiệp và nông nghiệp á, thì nó vướng những cái tiêu chí mà nó không có thực tế, cho nên là ngay cả cái gói 100.000 tỷ mà để cho đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ngày cao đó thì những cái tiêu chí nó không thực tế, cho nên người ta không vay được. Thì cái nghị định 57 lần này đó là nó mang tính chất thực tế hơn, những nó sát với thực tế hơn, cho nên là tôi rất là kỳ vọng và chúng ta có thể, dĩ nhiên chúng ta cũng không nên là quá cầu toàn rồi hỏi một cái nghị định nào đó, vì cái trong nghị định đó nó cũng có thể thay đổi tùy theo cái sự phát triển của cái sự thay đổi của xã hội. Thứ nhất là phải điều chỉnh về các cái cơ chế chính sách cụ thể để nó phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được cái mong muốn của cái doanh nghiệp, giải quyết những cái nút thắt mà doanh nghiệp đang mong muốn, nhất là vấn đề đất đai, vấn đề tiếp cận tín dụng và một số những chính sách ưu đãi về thuế. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.